Em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889 và địa chỉ showroom của em Việt ở số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Vậy thì tiếp tục gửi tới các anh chị ngày hôm nay với một mẫu xe phân khúc hạng A, một cái phiên bản hatchback 5 cửa của dòng Hyundai i10. Thì đây là một chiếc Hyundai i10 phiên bản số tự động máy 1.0 nhập khẩu Ấn Độ. Con này là sản xuất năm 2014, xe gốc Hải Dương, một chủ từ đầu. Tất cả tình trạng xe cam kết với các bác là không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, bao check chính hãng toàn quốc nếu quý anh chị ta chưa yên tâm về chất lượng. Và ngày hôm nay thì với mẫu xe này bên em đang có một cái mức giá để cho các anh chị tham khảo chỉ còn 290 triệu đồng. Vâng, 290 triệu cho chiếc i10 này. Mà phải nói là đây là một chiếc xe thực sự rất đáng tiền bởi chủ nhân cũ cũng đã đi mới chỉ đi có khoảng 9 vạn km thôi và cũng đã nâng cấp lên cho các bác cả màn hình cũng như là cam lùi rồi. Đấy, các anh chị chúng ta mua về chỉ có việc đổ xăng là chạy. Vậy thì chất lượng của chiếc xe cũng như là mức giá trên có phải là hợp lý hay không? Thì ngay bây giờ xin mời các bác có thể cùng em chúng ta đi vào chi tiết từng bộ phận của chiếc xe để đánh giá. Đầu tiên thì phần đầu của chiếc Hyundai i10, một cặp mắt và linh hồn đó là hệ thống đèn pha. Chúng ta có thể thấy là sau quãng thời gian sử dụng nhưng đến bây giờ với chiếc xe này tất cả tình trạng hệ thống đèn pha nó vẫn còn cực kỳ đẹp mắt, trong suốt như pha lê, gần như là không có một vết dạn hay vết mờ. Và kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng vậy các bác nhé. Đấy, và những cái chi tiết sơn xi ở phần mặt ca lăng phải nói là cũng còn giữ được cái độ đẹp. Đấy, và form dáng nó không bị xô lệch, không bị méo mó hay là không có những cái khe kẽ hở, thì điều đó sẽ chứng tỏ là chiếc xe nó không bị đâm xô, không bị va chạm ở phần đầu. Đó là một kinh nghiệm để cho các bác nào chúng ta đi mua xe đã qua sử dụng thì các anh chị có thể kiểm tra. Tiếp theo thì với chiếc Hyundai i10 được trang bị là răng phay đa chấu này, hai phanh đĩa trước và hai phanh tang chống phía sau, có xi nhan tích hợp trên gương, tay nắm cửa mạ chrome. Con này cũng đã được lắp thêm vè che mưa rồi. Đấy, được cái là lốp lắp thì chủ nhân cũ người ta vừa mới thay cho các anh chị cả dàn lốp mít. Đấy, nên là các anh chị thấy gai rất là dày này. Mua về gần như là các bác chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Và xe chạy ít thì chúng ta có thể thấy là cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng như này. Đó, đẹp đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục thấy là xi nhan cũng là một cái giải đèn led tích hợp trên gương chiếu hậu. Trên tay nắm cửa thì chúng ta có cảm biến khóa mở cửa. Đấy, và tay nắm cửa mạ chrome. Và tiếp tục về phần đuôi phía sau của chiếc i10. Có thể nói là nếu mà so với những dòng xe hatchback cùng phân khúc hạng A thì chiếc i10 này ưu điểm của nó là thứ nhất là nhập khẩu, cái thứ hai là không gian phần cốp có thiết kế rộng rãi hơn một chút xíu so với những chiếc Kia Morning hay là Fadin. Và em có thể mở cho các bác phần cốp luôn này để cho anh chị có thể thấy. Và cái cốp thể tích cốp của chiếc xe này nó rộng hơn một chút so với những dòng xe kia. Và tất cả tình trạng xe thì đều cam kết zin nên các bác có thể kiểm tra từng cái lỗ đinh tán này. Đấy, hay từng con ốc bản lề, tất cả nó đều còn rất đẹp các bác nhá. Đó, ở phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ có cả phần đồ đạc kích tiết thay thế này. Đấy, thì em quay luôn cho các bác để các bác có thể tham khảo. Đó, con này thì nói là không có gì để chê về chất lượng cả. Đấy, và một chiếc Hyundai i10 rất đẹp. Đó, có lốp dự phòng và kích đồ đạc thay thế tất cả và tua nó xi. Các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn đẹp, nó không bị han bị mục hay là bị hoen gì. Đó là chất lượng chiếc xe này, hay là từ những cái chi tiết chốt khóa các bác có thể thấy là vẫn còn rất là sáng. Đấy, con này cũng đã có màn có cả cam lùi rồi, có cam lùi và có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Đấy, xe gốc Hải Dương, cái chất xe nó rất là ok. Vì Hải Dương là một cái vùng miền mà các bác thấy là nó không bị ngập nước, cái thứ hai là điều kiện đường xá tốt nên là mua được một chiếc xe gốc Hải Dương các anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, và chúng ta có thể kiểm tra chút. Đấy, tất cả cái chi tiết từ la răng này. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Và tổng thể sơn xi bên ngoài thì gần như là không có gì để chê các bạn. Vâng, với chiếc xe này. Đó, rất đẹp và gần như là không có vết xước sát gì. Nó đây là một trong những chiếc xe đi chủ nhân người ta đi giữ gìn. Vậy thì tiếp tục với phần nội thất bên trong thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta hãy cùng em đi vào nội thất bên trong của chiếc Hyundai i10. Vâng, nội thất bên trong của chiếc i10 thì được phối giữa hai màu đen và màu kem. Và phải nói là còn rất mới luôn các bạn. Các anh chị có thể nhìn cái ghế da của nó này. Đấy, căng nét. Vâng, và còn rất mới, không có xuất hiện nhiều những vết bẩn và tình trạng ghế da thì còn thực sự rất là ok. Bản tapi cánh cửa thì chúng ta có các chi tiết bằng nhựa thôi. Đây là một mẫu xe phân khúc hạng A. Nhưng chiếc xe này cũng được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có cặp gương tự động, tay nắm cửa mạ chrome, vô lăng ba chấu nhưng mà tích hợp một vài tính năng, chúng ta có tăng giảm âm lượng, tắt âm này. Đấy, các chi tiết để chúng ta có thể chỉnh cái hệ thống giải trí trên chiếc xe này. Ngoài ra thì với một cái cụm đồng hồ trung tâm, em có thể thử nổ máy nhá. Đấy, để cho các bác có thể thấy là chiếc xe này nổ rất êm. Mức công tơ mét đang dừng ở mức chuẩn là 9 vạn. Đấy, đây chúng ta có một cái màn hình tích hợp với đó là có cả cam lùi rồi. Đấy, khi anh chị chúng ta vào số lùi các bác có thể thấy nó rất là rõ nét đúng không ạ?
Đó, và đây, đấy, xe được trang bị đèn nổ, start top, chìa khóa thông minh. Và chúng ta có khu vực cần số còn rất mới. Các chi tiết bản tablo đây. Đấy, trần cũng rất là sạch đẹp, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, rất là sạch đẹp các bạn nhá. Đấy, và tiếp tục thì có thể là đi về cái hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai i10 này. Dù là một chiếc xe hạng A nhưng mà không gian hàng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi và đủ chỗ cho khoảng hai người lớn và một trẻ em. Và với những chiếc xe hạng A thì chúng ta không thể yêu cầu một không gian quá nhiều, nhưng với những ai mà chúng ta có nhu cầu đi lại khoảng 4 người và cần một chiếc xe nhỏ nhắn gọn gàng và với tầm tiền dưới 300 thì chiếc i10 này có thể nói là một trong những xe lành, chi phí vận hành, sửa chữa, thay thế linh kiện rẻ, đúng ạ, và rất đáng tiền để cho các anh chị chúng ta mua được một chiếc xe số tự động hợp lý, quá đẹp luôn. Và một chiếc i10 nhập khẩu 2014 các bạn nhé. Vậy thì tiếp tục với phần động cơ, chúng ta hãy cùng kiểm tra để xem tình trạng của nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ máy 1.0 của chiếc Hyundai i10 nhập khẩu. Con này thì bao zin cho các anh chị từ gioăng dàn cò luôn. Đây, các bác có thể thấy này, cái keo gioăng dàn cò vẫn còn này. Và từng con ốc nó không có những vết vặn. Ra máy nó tươi. Đó, cái chất lượng xe nó như vậy. Bằng máy 1.0 thì đi rất tiết kiệm. Cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe này nó rơi vào khoảng 6 lít trong 100 km các bác nhá. Các bác có thể để ý những chi tiết phía dưới này. Những đường gioăng của phần hộp số nó còn zin nguyên bản như này thì các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Hay lắp cabo nó không có những vết vặn. Đấy, ở những ốc thì nó phải nói là một chiếc xe đẹp, đúng không ạ? Vâng, vậy thì với chất lượng của chiếc i10 thực sự đã vô cùng đảm bảo và mức giá bên em đang chào bán là có 290 triệu. Bác nào quan tâm và thiện chí thì hãy trực tiếp nhấc máy alo cho em theo hotline 0968228889 để hỗ trợ và tư vấn về chiếc Hyundai i10 2014 nhập khẩu này các bác nhé. Một lần nữa thì cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Hãy cùng ấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những sản phẩm mới về tại showroom Việt Xe Chất.